5 khu công nghiệp lớn tương đương hơn 400.000 lao động, khoảng 10.000 người là chuyên gia nước ngoài. Tiếp giáp 20 khu công nghiệp lớn của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, những nơi có hàng chục nghìn chuyên gia và người lao động sinh sống làm việc. Đây chính là nguồn khách hàng lớn để bất động sản thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phát triển. Không chỉ ở phân khúc vừa túi tiền mà còn cả phân khúc cao cấp. Cái phân khúc ví dụ như nó mà căn hộ cao cấp thì chị thấy tầm khoảng 3 tỷ. Là trong đó mình có sử dụng được tiện ích hồ bơi, phòng gym, các thứ này kia, nên chị nghĩ là cái nhu cầu mà căn hộ là hiện tại là nhu cầu rất là thiết thực. Bây giờ trong thành phố thì giá đất nó đã lên cao rồi. Rồi mình mua rồi mình xây thì nó lại mắc công hơn là một căn hộ. Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, 80% lao động đang sinh sống tại tỉnh này có nhu cầu nhà bền vững. Lợi thế nhiều, nhưng thực tế, sự phát triển của thị trường bất động sản, nhất là phân khúc nhà ở cao cấp khu vực trung tâm thành phố lại không được như kỳ vọng. Do cái phát triển tốc độ nhanh, thị trường bất động sản cũng như là nhu cầu về nhà ở chung cư là một cái mô hình mà phải nói là nó mới. Bởi vì trước đây thì cái mô hình chung cư đối với Biên Hòa, thành phố Biên Hòa thì cũng là một cái mà chưa phát triển lắm. Nhưng với cái tình hình phát triển như bây giờ thì cái mô hình mà nhà chung cư cao tầng phục vụ chuyên gia và người lao động cũng như là nhà ở xã hội thì đó là những là cái mô hình mà cần phải phát triển. Quan sát thị trường, ông Phan Công Chánh cho rằng hiện đã có một số tập đoàn lớn và các đơn vị phát triển dự án đang trong quá trình tìm kiếm quỹ đất sạch để nhanh chóng nắm bắt cơ hội triển khai các sản phẩm cao cấp tại đây. Trục đường 5, một trong những cái trục đường quan trọng nhất đối với cái câu chuyện phát triển của trung tâm Biên Hòa, và đã có những cái dự án nhà ở mang cái dáng dấp của những cái dự án nhà ở cao cấp. Thị trường nó đang ở cái giai đoạn là tương đối sơ khai, nguồn cung chưa có nhiều, và rõ ràng rằng là các nhà phát triển dự án họ sẽ nhìn vào một cái thị trường này như là một cái thị trường mà có rất nhiều tiềm năng. Hiện đã có một số chủ đầu tư tham gia vào phân khúc căn hộ cao cấp, trong đó có dự án Biên Hòa Universe Complex với mục tiêu xây dựng nơi sống đạt chuẩn, tiện ích. Tuy nhiên, thời gian tới, thị trường bất động sản thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vẫn cần nhiều hơn loại hình nhà ở như thế này để có thể đáp ứng một lượng lớn nhu cầu ngày càng cao tại đây.